Hello, xin chào các bạn ha. Thì hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn về cái mẹo nhớ, cái cách mà đo chiều dài tương đối và chiều dài của tuyệt đối của xương đùi nè, của toàn chi dưới nè, của xương cánh tay và của xương cẳng tay các bạn. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái mẹo để mà chúng ta nhớ về cách đo chiều dài tương đối tuyệt đối của chúng. Để mà khi mà ai mà nhắc tới thì chúng ta sẽ nhớ cái mẹo và chúng ta sẽ nói ra liền ha. Chứ thôi lâu ngày vài tháng thì có thể chúng ta sẽ quên. Thấy các bạn, đầu tiên thì tôi xin nói về cái mẹo của đo chiều dài tương đối và chiều dài tuyệt đối của chi dưới. Thấy các bạn, đối với cái mẹo ghi nhớ của cái đo chiều dài tương đối tuyệt đối của toàn chi dưới, tôi đã làm một cái clip khác rồi ha. Còn này tôi tổng hợp lại cái mẹo nhớ của chi trên và chi dưới luôn. Thấy các bạn, thì đầu tiên ta nói về cái đo chiều dài tương đối và chiều dài tuyệt đối của xương đùi trước. Thấy các bạn, thì chiều dài tương đối của xương đùi á, thì chúng ta đo từ gai chậu trước trên đến lồi cầu ngoài của xương đùi ha. Chiều dài tuyệt đối của xương đùi á, thì chúng ta đo từ ấu chuyển lớn đến lồi cầu ngoài của xương đùi. Như vậy chúng ta thấy cái gì giống nhau? Chúng ta thấy là đoạn trên là một cái tương đối là gai chậu trước trên, tuyệt đối là ấu chuyển lớn. Còn ở đầu dưới là chúng ta đo đến cả hai, tương đối và tuyệt đối đều đo đến lồi cầu ngoài của xương đùi. Cho nên cái điểm mà đo ở cái móc mà móc dưới á, chúng ta không cần tìm mẹo nhớ ha. Chúng ta sẽ tìm mẹo nhớ của ở phía đoạn trên móc ở phía trên thôi ha. Thì cái móc phía trên thì đầu tiên tôi nói về cái chiều dài tương đối của xương đùi. Chúng ta đo từ gai chậu trước trên đến lồi cầu ngoài của xương đùi. Thì chiều dài tương đối của xương đùi là chúng ta đo từ gai chậu trước trên. Tại sao? Thì chúng ta sẽ tìm cái mẹo ha. Thì chiều dài tương đối thì các bạn tưởng tượng rằng tương đối thì các bạn tưởng tượng rằng tương đối là cái chai nước tương ha. Thì chai nước tương thì chúng ta sẽ đặt ở trên bàn, chứ chúng ta không thể nào bỏ chai nước tương dưới đất được ha. Như vậy ở trên bàn thì nó sẽ so với mặt đất thì nó sẽ cao hơn mặt đất. Như vậy là ở trên bàn là ở trên cao, mà ở cái móc mà cao á, là cái gai chậu trước trên, cái móc mà thấp hơn á, là máu chuyển lớn. Như vậy là ta nói chiều dài tương đối thì chúng ta nhớ tới chai nước tương. Để trên bàn thì chúng ta nhớ đó là móc ở phía trên cao, nó nằm ở trên cao. Thì ở trên cao thì nó chính là gai chậu trước trên ha. Còn chúng ta đo xuống đến cái móc ở phía dưới là lồi cầu ngoài của xương đùi, thì nó giống nhau với cái chiều dài tuyệt đối luôn, nên chúng ta không cần tìm mẹo nhớ ha. Còn cái mẹo nhớ về cái chiều dài tuyệt đối của xương đùi, chiều dài tuyệt đối của xương đùi thì chúng ta đo từ máu chuyển lớn đến lồi cầu ngoài của xương đùi. Như vậy chúng ta nghe nói đến chiều dài tuyệt đối thì cái chữ tuyệt đó các bạn, là các bạn sẽ nhớ rằng nó là tuyệt vọng ha. Tuyệt vọng thì nó nằm ở dưới thấp ha. Ví dụ chúng ta đang ở trên một cái núi mà chúng ta tuyệt vọng, chúng ta rơi xuống ha. Tuyệt vọng là rơi xuống tận cùng trong cuộc đời của chúng ta. Tuyệt vọng là rơi xuống tận cùng của cuộc đời. Như vậy là tuyệt vọng là ở dưới thấp, mà ở dưới thấp á thì đó chính là máu chuyển lớn. Thì máu chuyển lớn nó ở thấp hơn gai chậu trước trên, nên ta nghe nói chiều dài tuyệt đối thì ta nhớ cái móc là máu chuyển lớn ha. Thí dụ cùng một lúc mà chúng ta nhớ được cái chiều dài tương đối là gai chậu trước trên, thì chúng ta tự động chúng ta loại trừ ra là cái chiều dài tuyệt đối là cái còn lại là máu chuyển lớn, đúng không? Nhưng mà ở đây tôi muốn hướng dẫn các bạn cái mẹo để mà chi khi mà người ta hỏi đột ngột, người ta hỏi đột xuất về cái đo chiều dài tuyệt đối như thế nào. Tức là người ta không hỏi tương đối thì gì đâu mà chúng ta loại trừ, thì chúng ta bắt buộc phải nhớ liền của tuyệt đối. Thì nói tới chữ tuyệt thì chúng ta nhớ tuyệt vọng là nằm ở dưới thấp, là chúng ta nhớ đến máu chuyển lớn liền các bạn. Thì đó là mẹo nhớ của đo chiều dài tương đối và chiều dài tuyệt đối của xương đùi. Tiếp theo tôi hướng dẫn các bạn cái mẹo nhớ đo chiều dài tương đối và chiều dài tuyệt đối của toàn chi dưới. Thì đối với chiều dài tương đối của chi dưới là chúng ta đo từ gai chậu trước trên đến mắt cá trong. Còn chiều dài tuyệt đối của toàn chi dưới là từ máu chuyển lớn đến mắt cá ngoài. Thì chúng ta làm sao nhớ đây? Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái mẹo ha. Đầu tiên tôi nói về chiều dài tương đối của toàn chi dưới là đo từ gai chậu trước trên đến mắt cá trong ha. Thì đối với chiều dài toàn chi dưới thì nó cái đoạn mà máu cái móc mà ở phía dưới là nó gồm có mắt cá trong và mắt cá ngoài, cho nên là chúng ta phải tìm cách nhớ ở cả đầu trên đầu dưới luôn các bạn. Thì đối với chiều dài tương đối của toàn chi dưới
là từ đo từ gai chậu trước trên đến mắt cá trong. Làm sao chúng ta nhớ được gai chậu trước trên thì cũng giống như xương đùi hồi nãy ha, thì cái mẹo nhớ cũng giống như xương đùi hồi nãy. Hễ nhắc đến chiều dài tương đối là chúng ta nhớ đến chai nước tương để trên bàn thì nó sẽ cao hơn ha, thì nó cao hơn chứ chúng ta không thể nào để cái chai nước tương ở dưới đất được, thấy không? Thì bình thường chúng ta cũng để trên bàn mà, đúng không? Thì ta nghe nói đến chiều dài tương đối thì là nó ở trên cao, mà ở trên cao là gai chậu trước trên. Thì cái đó là cái mẹo nhớ cũng giống như của chiều dài tương đối của xương đùi, thì chúng tôi chỉ nhắc lại thôi ha. Chúng ta đo từ gai chậu trước trên đến mắt cá trong thì làm sao chúng ta nhớ được cái mắt cá trong? Thì chúng ta thấy rằng chiều dài tương đối đo từ gai chậu trước trên, trước trên là nó có hai chữ tờ ha. Trước trên là hai chữ trờ, thì hai chữ trờ còn quan ức gì nữa, trờ với trong thì nó là một thứ, nó dần với nhau, cho nên hai chữ trờ, trờ là trong. Như vậy là ta nhớ được mắt cá trong ha. Thì dựa vào cái mẹo nhớ đó, khi chúng ta nghe nói đến chiều dài tương đối của toàn chi dưới thì chúng ta nhớ được chai nước tương để trên bàn, để trên cao, thì ta nhớ nó từ gai chậu trước trên đến mắt cá trong ha. Bởi vì hai chữ trờ, trờ là trong. Chiều dài tuyệt đối của toàn chi dưới ha, của chi dưới thì đo từ máu chuyển lớn đến mắt cá ngoài. Làm sao chúng ta nhớ được máu chuyển lớn? Thì nó cũng giống như cái mẹo nhớ của xương đùi ha. Tuyệt là tuyệt vọng thì nằm ở thấp hơn gai chậu, đó là máu chuyển lớn. Tôi nhắc lại thôi chứ nãy nói rồi ha. Quan trọng là tìm cách nhớ của mắt cá ngoài nè. Thì làm sao mà chúng ta nhớ được đó là mắt cá ngoài ha? Từ máu chuyển lớn đến mắt cá ngoài, làm sao chúng ta nhớ được mắt cá ngoài? Thì các bạn thấy rằng máu chuyển lớn ha, máu chuyển lớn là bắt đầu từ chữ M. M thì M với N thì nó đi với nhau ha, M N là đi với nhau, nó dần với nhau ha, liên tục với nhau. Như vậy khi mà ta nói máu chuyển lớn thì ta nhớ từ chữ M, mà M thì chúng ta nhớ đi đâu với N, M N. Mà nếu mà chữ N thì đó là nó ráp vô thì nó phù hợp với chữ ngoài, cho nên nó là chúng ta nói là đo đến mắt cá ngoài ha các bạn. Thì đó là cái mẹo nhớ của chiều dài tương đối và chiều dài tuyệt đối của chi dưới ha, tức là của xương đùi và của toàn chi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái mẹo nhớ đo chiều dài tương đối và chiều dài tuyệt đối của xương cánh tay và xương cẳng tay ha các bạn. Đầu tiên tôi nói về cái chiều dài tương đối và chiều dài tuyệt đối của xương cánh tay. Thì chiều dài tương đối của xương cánh tay là chúng ta đo từ mõm cùng vai đến mõm trên lồi cầu ngoài ha. Còn chiều dài tuyệt đối của xương cánh tay là chúng ta đo từ máu động lớn hay là củ lớn các bạn đến mõm trên lồi cầu ngoài. Thì cũng giống như xương đùi là cái mốc ở phía trên á là nó khác nhau, nhưng mà mốc ở phía dưới thì nó giống nhau. Ở xương đùi, mốc ở phía dưới là lồi cầu ngoài của xương đùi. Và ở cánh tay, mốc ở dưới của chiều dài tương đối và tuyệt đối đều là mõm trên lồi cầu ngoài hết. Cho nên cái mốc ở phía đoạn dưới chúng ta không cần tìm mẹo nhớ. Thì bây giờ chúng ta tìm mẹo nhớ của đoạn trên thôi. Tức là tương đối thì nó bắt đầu đo từ mõm cùng vai, mà tuyệt đối thì bắt đầu đo từ máu động lớn các bạn. Sau đây tôi hướng dẫn cái cách, cái mẹo nhớ ha. Thì đối với đo chiều dài tương đối của xương cánh tay là chúng ta đo từ mõm cùng vai đến mõm trên lồi cầu ngoài. Làm sao chúng ta nhớ được mõm cùng vai? Thì cái cách nhớ cũng tương tự như của xương chi dưới luôn, tức là chiều dài tương đối. Tương đối thì tương là cái chai nước tương, thì cái chai tương chúng ta lúc nào cũng để trên bàn, chúng ta để ở trên cao, chứ không có ai dạy gì mà chai tương năm dục dưới đất hết các bạn. Cho nên là hễ nghe chữ tương đối là chúng ta biết ở trên cao rồi. Mà giữa máu động lớn và mõm cùng vai thì chúng ta thấy mõm cùng vai nó nằm cao hơn ha. Cho nên chiều dài tương đối thì chúng ta chọn làm đo từ mõm cùng vai ha. Giống như một cái mẹo, nó là một cái mẹo mà chúng ta nhắc tới là chúng ta nhớ liền ha. Hễ nói đo chiều dài tương đối của xương cánh tay thì chúng ta nhớ đo từ mõm cùng vai, vì nó ở trên cao, tương là ở trên cao. Chai nước tương ở trên cao thì đo từ mõm cùng vai đến mõm trên lồi cầu ngoài. Đo chiều dài tuyệt đối của cánh tay thì chúng ta đo từ máu động lớn đến mõm trên lồi cầu ngoài. Thì làm sao chúng ta nhớ được đo từ máu động lớn? Thì chúng ta thấy rằng tuyệt đối tức là tuyệt vọng á, là tuyệt vọng á, là trong cuộc đời chúng ta
nó rơi vào cái tuyệt vọng của cuộc đời, nó rơi vào cái thấp, tuyệt vọng là nó thấp nhất của cuộc đời. Nên nếu mà chúng ta nghe nói tuyệt vọng, chúng ta nghe nói tuyệt vọng thì tức là ở dưới thấp hơn. Thì ở dưới thấp hơn của giữa mõm cùng vai và máu động lớn thì chúng ta thấy mõm cùng vai nó cao hơn và máu động lớn thấp hơn. Cho nên hễ nói tới tuyệt đối là tuyệt vọng thì chúng ta chọn cái thấp hơn, đó là máu động lớn. Thì chúng ta hễ nói đến tuyệt đối thì chúng ta đo từ máu động lớn đến mõm trên là cầu ngoài. Thấy các bạn. Tiếp theo tôi hướng dẫn về cái mẹo nhớ đo chiều dài tương đối và tuyệt đối của xương cẳng tay. Đầu tiên là chiều dài tương đối của xương cẳng tay, chúng ta đo từ mõm trên lồi cầu ngoài cho đến mõm trăm quay. Chiều dài tuyệt đối của xương cẳng tay thì chúng ta đo từ mõm phiểu đến mõm trăm trụ. Thì đối với cái xương cánh tay thì nó cũng giống như là cái chiều dài mà toàn chi dưới các bạn, nó cũng khác nhau cả đầu trên đầu dưới luôn. Chúng ta phải tìm cách nhớ cả hai ha, và cách nhớ nó sẽ khác với đỉnh. Ở về cái đoạn trên thì cách nhớ nó cũng giống nhau. Ở đoạn trên nếu mà nói đến chiều dài tương đối của xương cẳng tay thì chúng ta cũng nhớ cái mẹo là cái chai nước tương để trên bàn. Nếu cái chai tương chúng ta để trên cao chứ chúng ta không thể nào dục dưới đất ha. Thì giữa cái mõm trên lồi cầu ngoài và cái mõm phiểu thì chúng ta thấy là cái mõm trên lồi cầu ngoài nó cao hơn, cái mõm phiểu nó thấp hơn. Cho nên hễ nghe nói tới tương đối là chúng ta chọn cái cao, đó là chọn cái mõm trên lồi cầu ngoài. Cho nên là hễ nghe nói tương đối thì chúng ta sẽ nhớ đến cái cao là đo từ mõm trên lồi cầu ngoài đến mõm trăm quay. Làm sao chúng ta nhớ được mõm trăm quay? Thì chúng ta có cái mẹo là gì các bạn? Ta có cái mẹo là cái câu thần chú là tương quan các bạn. Thường người ta nói là tương quan nó dần đó. Tương quan tuyệt trụ nó dần ha. Thì tương quan tuyệt trụ chúng ta sửa thành tương quay, quan là quay các bạn. Tương quan tuyệt trụ thì chúng ta tự sửa thành tương quay tuyệt trụ các bạn. Cho nên hễ nếu mà nói tới tương đối thì là tới mẫm tâm quay, mà nói tới tuyệt đối thì ta nhớ tới mõm tâm trụ. Bởi vì ta nhớ cái câu dành đó là tương quan tuyệt trụ, tương quay tuyệt trụ ha. Đối với đo chiều dài tuyệt đối của xương cẳng tay thì chiều dài tuyệt đối của xương cẳng tay là chúng ta đo từ mõm phiểu đến mõm trăm trụ. Thì làm sao chúng ta nhớ được mõm phiểu? Bởi vì tuyệt đối là tuyệt vọng, là cái thấp hơn, mà thấp hơn mõm trên lồi cầu ngoài, đó là mõm phiểu ha. Và chúng ta đo đến mõm trăm trụ thì chúng ta nhớ cái câu dần đó là tương quay tuyệt trụ, và chúng ta sẽ nhớ là ở mõm trăm trụ các bạn. Thì đó là tôi vừa hướng dẫn xong cái cách, cái mẹo nhớ để đo chiều dài tương đối tuyệt đối của xương cánh tay, xương cẳng tay, xương đùi và toàn chi dưới các bạn. Thì hy vọng là với những cái mẹo dụng về như vậy, những cái mẹo mà nói chung là các bạn nghe có thể là các bạn mắc cười, nhưng mà đó là một cái mấu chốt, đó là một cái điểm tựa để mà chúng ta ai hỏi tới chúng ta nhớ liền các bạn. Thôi tôi xin kết thúc clip tại đây. Chúc các bạn học tập được tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.